Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập bài 4 biểu thức chứa chữ tiết 1. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 4 sách và bài tập bằng cách là các em gõ với từ khóa và bài tập toán 4 kết nối Thành Đô Vlog. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1, tính giá trị của biểu thức. Câu A 20 nhân với A cộng 6 với A bằng 3. Biểu thức 20 nhân với A cộng 6. Đây là biểu thức có chứa chữ, cụ thể là biểu thức này có chứa chữ A. Chữ A đại diện cho một số. Trong trường hợp này là A bằng 3. Bây giờ các em thay A bằng 3 vào biểu thức này. 20 nhân với A cộng 6. Lúc này sẽ là 3 cộng với 6. 20 nhân 3 cộng 6. Rồi, các em thực hiện phép cộng bên trong dấu ngoặc trước. 3 cộng 6 bằng 9. 20 nhân 9. Ta lấy 2 nhân 9 bằng 18. Ở đây có một chữ số 0 thì các em viết thêm vào đằng sau. Kết quả bằng 180. Rồi câu B. Các em tính giá trị của biểu thức 120 trừ 72 chia B với B bằng 6. Tức là các em thay chữ B này bằng số 6. 120 trừ 72 chia cho B. Bây giờ sẽ là trừ đi 72 chia cho 6. Các em thực hiện phép chia trước. Các em nhớ là nhân chia trước cộng trừ sau. Rồi bằng 120 trừ đi 72 chia 6 thì bằng 12. Vậy là trừ đi 12. 120 trừ đi 12 thì bằng 108. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Chu vi P của hình vuông có cạnh A được tính theo công thức P bằng A nhân 4. Chu vi của hình vuông với A bằng 6 mét là A, có nghĩa là các em thay cái chữ A này bằng 6 mét thì ta có P bằng, các em thay chữ A bằng 6 mét thì P bằng 6 mét nhân 4. 6 nhân 4 bằng 24. Như vậy là 24 mét. Chu vi của hình vuông với A bằng 7 dm là P bằng, tức là các em thay cái chữ A này bằng 7 dm thì ta có P bằng 7 dm nhân với 4. 7 nhân 4 bằng 28 dm. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Câu A, nối giá trị của biểu thức 35 cộng 5 nhân A cột bên trái với kết quả thích hợp cột bên phải. Rồi, thầy giáo ví dụ giá trị của biểu thức với A bằng 1 thì các em thay chữ A trong cái biểu thức này bằng số 1. Ta có 35 cộng 5 nhân A thì bây giờ là cộng với 5 nhân 1. Các em thay chữ A này bằng số 1. Như vậy là 35 cộng 5 nhân A. Bây giờ là 35 cộng 5 nhân 1. 5 nhân 1 bằng 5. 35 cộng 5 bằng 40. Vậy giá trị của biểu thức với A bằng 1 là 40. Các em nối với số 40. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập số 3 câu A nha. Rồi bây giờ các em tham khảo giá trị của biểu thức với A bằng 3 thì các em thay chữ A này bằng số 3. Ta có 35 cộng với 5 nhân A. Bây giờ là cộng với 5 nhân 3 nhân 3. 5 nhân 3 bằng 15. 35 cộng 15 bằng 50. Các em nối với số 50. Giá trị của biểu thức với A bằng 8 thì các em thay chữ A này bằng số 8. 35 cộng 5 nhân 8. 35. 5 nhân 8 bằng 40. 35 cộng 40 bằng 75. Các em nối với số 75. Giá trị của biểu thức với A bằng 4 thì các em thay cái chữ A này bằng số 4. Ta có 35 cộng 5 nhân 4. 35. 5 nhân 4 bằng 20. 35 cộng 20 bằng 55. Các em nối với số 55. B. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Với giá trị nào của A nêu ở trên thì cái biểu thức 35 cộng 5 nhân A có giá trị lớn nhất. À, ta thấy trong 4 số này, số lớn nhất là số 75. Ứng với A bằng 8. Vậy, các em chọn đáp án C, A bằng 8. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.